một lần nữa ban tổ chức xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cũng như bố mẹ của chú rể cũng như bố mẹ của cô dâu và hai bác đại diện cấp cao nhất của hai bên gia đình, chúng ta hãy khẩn trương lên trên tế đài đăng quang hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay để ban tổ chức huyện long trọng tổ chức lại lễ thành hôn cho hai bạn Hoàng Trọng và Thùy Diệp trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, một lần nữa ban tổ chức xin trân trọng được kính mời ạ. Vâng, quý vị khách quý, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn, thật rộn rã để chào đón cô dâu và chú rể xinh đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ, quý vị ơi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, xin diện khấu tình yêu ngày lúc này đây đa cặp uyên ương xinh đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời hai em hãy quý đại chào tới toàn thể quý vị khách quý trong hôn trường cưới trong buổi trưa ngày hôm nay thay những lời muốn nói của mình ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng chào đến quý vị ơi. Dạ vâng, đúng là nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời đồng đồng không thể phủ kín. Công cha như núi Thái Sơn, công mẹ như nước Hòn Rồng Lại Dương đúng không ạ? Thì không thể thiếu được những bậc cha, bậc mẹ, những người có công dưỡng dục sinh thành của hai bạn đúng không ạ? Vâng, một đứa ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể cũng như bố mẹ của cô dâu và hai bác đại diện cấp cao nhất của hai bên gia đình, chúng ta hãy tiến lên trên sân khấu tình yêu để ban tổ chức long trọng tổ chức lại lễ thành hôn hai bạn trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, xin được trân trọng được kính mời ạ.
Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến. Hôm nay cũng rất là vui mừng và vinh dự cho ban tổ chức tôi đã được họ nhà trai nhã ý đến đây để tổ chức sự kiện ăn học cho hai bạn trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, lời đầu tiên cho phép ban tổ chức sự kiện cho hai bạn trong buổi trưa hôm nay, Quốc Anh và Kênh Hello Tây Bắc xin gửi tới toàn thể quý vị khách quý một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, trăm năm tiến triển vuông tròn ngoài giờ cho ký ngọt ngành mạnh sông, trải qua năm tháng thật kỹ càng của đôi bạn trẻ cũng như hai bên gia đình, sự đồng tình của hai bạn cũng như cơ quan chính quyền địa phương công nhận cho bạn nên vợ thành chồng, mà trăm năm thì trăm nói người ta trai tài gái sắc khéo là chọn nhau, tình trường duyên có chầu câu, người cha ra mời cưới nhau thì cũng phải chọn ngày qua. Vâng, một ngày hôm nay, ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 13 tháng 9 năm 2022, tức là ngày 18 tháng 8 năm Nhâm Dần, ban tổ chức lễ sức lượng trinh trọng để mà tuyên bố lại lễ thành hôn của hai bạn và trong Lý Diệp và trong xin phép lễ được bắt đầu. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, mà nuôi con thì mong con từ ngày con lớn, mong con có đáp nghĩa mẹ thầy, mà trồng cây kết trái thì mong ngày nở hoa, mà hoa lên vì hoa phải nở, lúa lên vì lúa phải trổ bông, mà lo gì lo phải sắp sông đến chưa đêm phải lấy chồng vừa đây, mà lối đến cha mẹ bắt đầu từ đêm nay, mà từ đêm nay hai con sẽ chung chân chung chiếu từ đêm nay, mà sẽ chung con từ nhỏ về nhà, sẽ chung cha chung mẹ chung ông chung bà từ đây, mà ngày xưa có câu thủ tục là ăn trầu thì phải nhớ lấy vui, khen ai mang lính cho vui em bằng làm, và nuôi bên gia đình phát biểu gọi là thuần hòa nuôi bên, mà cả con thì sớm chiều mà nhà gái thì cũng phải có đôi điều chữ nhớ mà. Vâng, xin được trân trọng kính mời bác đại diện cấp cao nhất của bên phái đoàn họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu trong dâu nhận rể của mình ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời bác ạ. Hỏi so phép tôi bóng cũng mê đồng đồng đồ lán chung côn thơ cả sang vón đồ lán hả bác cả sang hải lâm thơ cỏ đi lấy đi đôi đi bụng đi tàu o nhưng cả sang hải cháu thơ cỏ bây kìm bây cháu nặng bò nặng mê cháu đúc phụ ta thơ cỏ lại ra này đeo có cho cô hà ta sống xuân ma ăn mai dạo mai xuống bu xuống già có bún lúc con à bún ta có lấm lấm chè để cùng xin ngỏ om đi sang đồ lán hâu và cháu có lại cha nhưng là sức xài phú xài ra cơ ba đều cả sang ải dơn mà là sang sống khỏi cả tiền báo lại trai la vô có chẳng phải má qua có một men chén quang sang bu tẩu là sang bản bón còn chẳng này phải thác phải chơi nhạc bom này mẹ cháu đúc phú ta quả hấp bay bay kim bay chơi có hết các bạn sải pi sai tham ấy có chúc khỏi có hoàn cảnh và lẽ gió hot đã nay thà nay có nhá hấp bay xuống xuống buôn tàu mới xuống mà là có chẳng xin có ông đi sang làn hóa làn bây giờ lại phải đi hai đừng là sướng sải ta sải nay các ba xin mời có xóm phái ải em có đang xuống chung nhớ là nhớ tôi cũng thân bạn còn tạo điều kiện hẳn là đồ lán hóa em không xin mời hứa đồ lán hóa cả nhớ biếng ngung súng biếng nam à biếng phò biếng mê xin mời cả trò là sáu phu hà nội xin cỏ sang đồ lán hóa cỏ sang ai chọn em chồng cứ cỏ ấy này bằng chú quần bản ha lu cỏ bao chạy xa ải em mà cỏ ấy này bằng đằng phiêng xa bản mơm là tao nghĩ cỏ hẹ cỏ chẳng im xin mời cả bo đu tàu ơi sáo im qua ơi bạn bé người la cỏ hẹ bắt mặt xin mời đu hao ý cỏ đu làn hao cỏ hiền cằn mười du trướng sườn cằn mười du em xử nó hầu song phái đu tàu hao cỏ lại số điện cằn đèo bán chú nắng chờ xin đu làn hao cỏ ủ cằn bằng quan lôm chốt cằn bằng điện thoại ủ lại ngư đâu cỏ hẹ bên khu kén đùi để quan chu chẳng tố xa ảo để quan báo quan xào chẳng tố xa ảo cho em xin phụ nha chồng em chồng ý còn chẳng hùng ý kinh chảy hải em còn chẳng bà đủ mặc chủ đã lốt văn hải em có chẳng con lo đủ mặc chủ ở phiền bé văn hải em có chẳng bom xin qua
xin lại cho phò trắng phải thu sơ lại ta nữa trả quán xa ảo thoạt bên đông na tô sơ bà lượm lúc lượm có chạy anh xin sòng xà phò lù sau ơ là ai chồng có trắng ơ khí xe tay ga phải tác xì bó phùng ơ cài bản cung bản bón tổ bó mi cùng ăn đào thùng bát cằn chẳng mất ăn họp chung khỏi ế địa ư đề bát tạp địa bản hề bát trà tô lại ở bay đếch bay nòi bay đếch bay ơ lù bay tàu ô ế xó can xó phà chung khỏi bên này thú bá ư ơ là sóc tà bay chín quốc ư khó khăn phần đó ai ta ai tiêm sẵn có khăn hả ư xin bà có sáng đu lạc hâu ai cháu có chẳng bà đèo tàu khuyên mà xu gắn hà dạo hà mưu hà bên ơ mưu đi bên chân mới xu mưu hà đu tàu hâu bên khu bên nối té bị cài hai con ta mà tăng bài tổ chức hiền khó ghi cả xong gia đình cả hoàn cảnh bà lơ bất thân xong mà ư bay ơ bệnh Covid cơ ba hư có nhăn căng thẳng có bế này tổ chức hồ đoàn lan mà nơi xí kỳ ni ơ xong gia đình có trắng ơ kiếm quà hà sai ơ lại cấp pháp luật nó ơ là mưa đánh hít đánh không ơ cấp sông khỏi ơ bị tạt bị tay xin mỡ cũng có khai lù tàu lô lan hót mưa đi nhám đi ơ cỏ trắng tỏ lót áo đua áo tàu mắt xuống mà thứ nét tên hướt cơ ba ơ sông khỏi bên lúc bên ta có mắt ta lắng lắng ngay lô lan ở trắng mà hết đi hết chưa hết nông hết đung bàn tải lan nửa hạt bay bay bia bác càn ơ phải gân ngỏi bó bày gân xài làng khăn ơ là phải thường hai đài ba điện thường ná lại khẩu mà tan hót phòng phòng đô làn hâu ơ là bày muôn hạnh phúc trăm năm không đô làn ơ khỏi tăng đà hầu ơ là đô làn ơ đã tả tăng lai sò sọc chúc hở đô tẩu đô làn bản tảng đá nửa ơ là bản đò khó cày bấy địa bát cản ma cũng là phà sản xong gia đình hướng khỏi bố mi quan mà xưa chúc hở đô làn bó mê bản khuống ơ quăng bạc tản xong và nó khó cày thảo khăn xiềng sau ơ biển lắc mày giáo sau điển quốc gia biển lắc tảng thằng ma nhớ lại biển lắc tảng càng lai như hiếng ơ nguyễn pha bắn thì bày xuống khỏi mi tăng mang cày lại yếm xuống quay nơ bà mẹ chúng con ơ dạ vâng, vừa rồi toàn thể quý vị khách quý chúng ta vừa được nghe bác đại diện cấp cao nhất của bên phái đoàn Hò Giá Gáy vừa phát biểu xong đúng không ạ? Bài phát biểu của bác không ngắn không dài nhưng hay đúng không ạ? Toàn thể quý vị khách quý chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn thật rầm rã để chúc mừng chào bác đi quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, đôi ta như thể con tầm cùng ăn một lá cùng nằm một năm, đôi ta như thể con ong con quấn con quýt con trong con ngoài, mà đôi ta như cúc với quy như kim với chỉ mây quy cho liền. Vừa rồi bác đại diện của bên phái đoàn Hò Nhà Gái phát biểu rồi, bây giờ một bác đại diện cấp cao nhất của bên phái đoàn Hò Nhà Trai cũng phải đỡ đời đôi câu để cho hai họ về lâu về dài đúng không ạ? Xin được trân trọng kính mời bác đại diện cấp cao nhất của bên phái đoàn Hò Nhà Trai để có đời phát biểu trao rể nhàn dâu và có đôi câu cảm ơn tới toàn thể quý vị khách quý trong hôn trường cưới trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời bác ạ. Con chơi với tô khỏi sò phép phấn bò phấn mè ải em bú già tà nay tên cẩu tên ship con chơi với tô hay khỏi hết đại diện ở tăng ở trai ở sáng áo với cả hát với chơi nằm mỗi lúc phùng tà tăng mấn bòn ơ bờ lẩy sàn tí xí khẩu xúc bờ lẩy mát mát bờ lẩy mình canh cờ co trên cân na gà co trên đầu khẩu ơ để ship tí tàu khẩu tí tiền phải nằm cặp tay lên tay sức tay hàn bia ổn định quan cả ngày xin hâm bái đủ cưới văn mở tủng bắt tàng lanh khẩu cảnh bắt tàng ai đủ cưới với tiếng cổ tà về nai hàn khẩu xin trắng hè phú tà sống trắng sống xuân trắng hào sầu ma ơ thì thương thì thảo tắc năm tầm khẩu chú phú chú ra buồn đúng thường nà buồn tà cởi lấm vấn chè về cùng trắng mi tóm cá tà hỏi vui hỏi hỏi hạt xin trắng tiếng tắm tà hạ khẩu
tiền súng súng nhớ dự tình xào giáo kiểm xéo và sáng ai thì chọn mới của những ơ về hạt về chơi mà mỗi lúc đông bằng bàn bơm cờ hế đẩy gian để điều sẵn tham vào nơi phú tà hà sống sống xuân trắng đù sáng làn sổ má gì hơn nhiều rào tắt năm hầm của số phú chú ra buồn đúng của con nà buồn con ai của con đướng bướm chè về cùng trắng đi nó cá tà ỏi đồ nổi ở hạt ở trắng kiếm cắm phước được cắm ăn liền súng súng nhớ nhớ tiến đúng súng tiến tả mạ phủ ép xì sàn sáu mông mày của phát sự mắc hà đấy sáu mông sò mông tai của phát sự mắc hầu tham mà chủ quân của chủ ép tàn chủ bản của chủ ép sườn tè ô tham bà lục làn sáu ý hẹp phải lắc nơi ép thần hào về giao ép thần tả năm mạ thứ khí hưa sức sửa thứ bị ống phải tùng thứ khí xẻ điệp tê thứ mỹ xào nòi điệp hủy thứ mỹ xào kèo trên mớ tham bà tang sòng làn há bút tay mày há bút mặt phải lắc cơ chẳng bà hồ mắc cơ bà nà cái cơ sở hồ trời hồ có cơ sủ cơ mặc xin phở lắc cơ giản tò xùa phở xùa giản tò trà thả tò bón phân trời xin qua lù làn sau trắng mưa ỉn mưa qua ơ tang khiến té ơ cơ để quang chu trắng tô sớ ảo để quang báo quang xào trắng mắt tô sớ bò sớ mê ải êm trắng mưa chóm mắt em thế bị cài hài con thăm bà tà nái cả hạt canh bánh hồ mốc bốc của trời hở ở bên lù làn học kín ở trời ơ đầy gian để điều chiếc cửa trắng hăm ba buồn đúng cho sống xuân sang đồ sang tẩu má tắt năm hầm vừa xuống bú chú già mới chị mơ sang mày đi cửa vừa đi bên trăng mưa sàn bên chép đó là bướng bò bướng mè em tà nai ở tinh cầu tinh ship cửa sống xuân sang đồ sang làng má tắt năm hầm vừa xuống bú chú già thay khỏi là diện tăng ở trái cửa sò chúc cơ bướng bò bướng mè ải em hạt tanh thấy năm nữa sửa đi bị hộp kiểm ba bó lù sòn làn tỏi xuống khỏi sò bi quan ở chỗ khởi bướng bò bướng mè bản tử na nửa hào hăn xiểm sơ hào hăn mảnh khỏe trẻ mãi không già nóng lưng bớt thầu hở làn chầu hơ bừng cày mớ nà năm lại bớt chút bớt tốt nữa bướng bò bướng mè em ơ ở nọ trong đều nọ xuống bò xuống bè hâu thì hình đẩy ý thế là xóm ải lung thế là lại diện thở tang nhinh cho bà tang trai bài phát biểu thế là xóm ông thế là chất chi tràn đầy thế là ý nghĩa nọ sống xuân các bà sáng bò sòn thế là đu tàu đu lán nọ bò mẹ bí đau họ cả đà tốm mưu sướng nhớ đừng bây chôm mắng ở xóm ải lung là bò mẹ bí đau ơi sáu lại giòn nọ, nó có chiến nọ, áo côn tay côn tay nọ, cả tôi chỉ khó thật là năm lần hết là sáu ông nọ, người xin nọ sang sáu tuổi các bà ai nọ, cả trắng diệt côn làm bản làm cuống cả bước bí bóng là này kể để hai nọ, cả trắng lại buồn đúng đà buồn ta lướm buồn pha lướm buồn đuông, cả trắng xì ngó lại nó cá ta hỏi nọ, hơi cả trắng tắt sảy ba mươi tắt bừ ba liêng, trang liêng hơi cả trắng bùng trang bùng hơi trắng mả trắng nhau tiếng bà mả tiếng ban hơi trắng lại bẹp lại trương nọ. F cấp 1 hết là bà thòng, F cấp 2, cấp 3 hết là cái thắng lầy băng lành trời sớ. Cái trắng ảo lù là hóa bẻ và hơi là lại học cư mương thành phố Sơn La. Cái trắng ảo lù bay hóa bẻ nghe cư mương Hà Nội. Các bà lù, bây giờ F luôn hết còn lại. Các bà bây giờ sánh sàng, sồn son, hơi lù trò cứng lò hơi đà. Em các bà bà mẹ ơi nọ, hơi là sóng đông, hơi là cái thắng phải bò cả nặng. Chúa F hơn mương, sọc cái thắng sườn cả nặng, cốc si mẹ à, sọc cái thắng banh cả nặng, cốc chan mẹ em cái ngài. Thế là nó lại con chu hơi là cái kinh tô su lấy quán báo cánh xào hơn cả trắng cưng cô xíu em hài thế là hổ khu loại hơn là trắng ảo ma ta hổ ma loại hơn là trắng ảo ma dài sai lý trường theo tính chuân ma kiều thế là trắng lại nhìn quảng tinh phường tiền nhìn liên tinh phường sát trắng lại nhìn khát nặng mịt nòi không cả tắt lòng tên na sư mây men đi mở cả men song phái chú hân bót cằn cho bên lì xiềng có trắng hần vàng khổ mới bó lũ tà mới ảo à chủ côn ma phong mới lại ải lại nòng ba muồng ngưng trong bùn đi lò phải mẹ hết nọ từ nương máu nọ bạn tổ chứng phải cái này sò tàng nà hết là tây hương sò tàng nà hết là phải mở cá vào cười mở sò mi quang nội thổi bàn quang qua lại ai bấu sòng chúc hở súp bò súp mè súp bàn súp phương hao lão bé bia bác cản má ỉn má mồn má tủ má thôm hết là bàn cây lòng mới đi thôi cơ hào hăn xiềng sờ bay hay hết lại lùa ma bay đa hết lại lùa tàu thằng bò bay lẩu nhớ lại ba nó bò mẹ bị đau nó phò cào hẳn ơi. Vâng, bây giờ thì xin mời cô dâu bà chú rể chúng ta hãy tiến ra những thắp ly tình yêu của mình ạ. Vâng, để rót rượu nghi đế tình yêu của mình ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu bà chú rể ạ. Vâng, xin mời cô dâu bà chú rể hãy tay chung tay nâng chén rượu xung quanh của mình và hãy lắc thật mạnh ạ. Vâng. Vâng.
Vâng, con, chú dậy hãy lắc thân mạnh đi ạ. Hãy lắc như chưa bao giờ được lắc đấy. Vâng, lắc đi ạ. Lắc thân mạnh đi ạ. Vâng, chú dậy hãy phải lắc thân mạnh đi ạ. Vâng. Vâng, xin mời cô dâu và chú dậy hãy tay trong tay để chắt lên thoát ly tình yêu của mình ạ. Vâng, xin mời ạ. Vâng, quý vị hãy hướng lên sân khấu tình yêu để chứng kiến cô dâu và chú rể xinh đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay họ chắt đứng giật thiệu và tình yêu của mình lên thoát ly ạ. Vâng, xin mời ạ. Em sẽ là dòng sông để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để đưa em bước vào đời. Vâng, tất cả quý vị khách quý chúng ta vừa được chứng kiến cô dâu và chú rể rót nghĩ đến tình yêu thao diệu của mình, đúng không ạ? Vâng, tất cả quý vị khách quý chúng ta có thể nổ một tràng hoa thật lớn thật rộn rã để chúc mừng cho đi quý vị ơi. Vâng, xin được chân thành cảm ơn quý vị, toàn thể quý vị ạ. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể hãy nước chai trong anh thứ hai của mình rót ra những chén ở phía dưới trước ạ. Vâng, tay chúng ta rót những chén rượu ở phía dưới ạ. Chúng mới thích lại bao bè bị đồng ngang sườn biết cưới lòng ở chu đối của mía ít là bia bữa vắng sĩ thắng tòng chân phòng phủ tới lòng hâu dần chu có tính với liền bao trùng ít là bia vậy bắt chứng bài vậy bắt chứng chó gấp đằng vậy bắt tánh vẫn là giàu chẳng ca mới đi bày lời của mấy đoàn thiết bền cù sang lời phía bao mít chất là bày thiết bền cù sang lời cái bao mít chất là xìa chỉ lời cù vườn mùa được bia nghĩa đường hàn thầu co trắng ba lẩy kín lèo có lưng sửa thú lẩy rú lèo có lưng sửa cùng cánh ẩn cùng pho bánh lắng cú sùng sàm sầu cùng mẹ chầu ở liền sáng nằm bỏ lầy lưng cần lông cao ngắm hà kính sân pha hua nước tắm đầy bước ngay nhớ và phú bồng trên đây luôn phải nhớ là sò ở xén lầu mới ải phú em già tăng phái quà luôn phải trai mới lầu ải phú mới lầu ải tà em nay mi cổng chú ba bàn xài sò tính mới đó. Dạ vâng, xin được chân thành kính mời cô dâu và chú rể hãy nâng chén rượu hiếu diệu tình của mình kính lên những người cha, người mẹ, những người có công dưỡng dục sinh thành của hai bạn ạ. Vâng, xin được chân thành kính mời ạ. Vâng, một đời đáp ban cũng xin được chân thành kính mời toàn thể quý vị khách quý chúng ta ngồi ở dưới bàn tiệc tình yêu. Chúng ta hãy rót ra một chén rượu đầy để cùng uống cho cả đại gia đình trên sân khấu để chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, xin được chân thành được kính mời ạ. Nó bà mẹ bị đào hoa nắng bán cho lọt xe phút tạo ăn họ cả đàn thái lẩu ớt chén tìm lưng áo lẩu phái phong hớt cùng hớt là cô dâu và chú rể đàn bà cả tay hơn chú cơ sân khấu nọ nó lại cả lẩy sau phép hút là tay hơn xung khỏi lẩy chú cơ sân khấu lẩy nhót chén lẩu xung thường trông mơ hoặc xung vào xung mẹ nọ bà mẹ bị đào bán cho lọt xe phút tạo ấy nọ họ cả đàn tướng thử vào lọt xếp dây chứ này em áo nọ. Dạ vâng, một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý chúng ta ngồi dưới bàn tiệc tình yêu. Chúng ta có thể đứng lên khoảng độ 10 giây được không ạ? Đứng lên quý vị ơi, đây cùng nâng chén là chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể đi ạ. Vâng, mà chén rượu này thì quay xin được bắt nhịp 1 2 3 rồi và 1 3 2 3 uống và 1 2 3 chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Vâng, chuẩn bị nào quý vị ơi. Sau khi cả đại gia đình chúng ta uống chén rượu mừng rồi thì xin mời cả đại gia đình chúng ta hãy dành cho nhau những chiếc tay thật nồng hậu tình gắn bó tình đoàn kết thông gia. Vâng, xin mời ạ. Vâng, sau khi cả đại gia đình chúng ta dành cho nhau những chiếc phất tay thật đồng hậu tình gắn bó tình đoàn kết thông gia. Vâng, tiếp theo ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bố mẹ của chú rể cũng có một món quà để trao tặng cho hai con của mình ạ. Vâng, xin được trân trọng được kính mời ạ. Xin
xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta hãy hướng đôi mắt nhỏ của mình lên sân khấu tình yêu để chứng kiến những phần quà thật là ý nghĩa nhất của bên phái đoàn Hò Nhà Trai sẽ trao quà cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, tiếp theo nữa qua các tổ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gia đình chú Ngọc Trai cũng có một món quà để trao tặng cho hai cháu của mình. Vâng, xin được trân trọng được kính mời ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến, món quà nhỏ tấm lòng son cha mẹ, ông bà, anh chị, cô chú, chú bác, họ mợ dành cho hai con để hai con đưa cháu sau này cha mẹ thành tài, cha mẹ mừng vui đúng không ạ? Vâng, vừa rồi toàn thể quý vị khách quý chúng ta vừa chứng kiến những món quà thật là ý nghĩa nhất của bố mẹ của cô dâu cũng như gia đình chú Ngọc Trai vừa trao cho cô dâu và chú rể ạ. Vâng, quý vị hãy đổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng gia đình quý vị ơi. Vâng, tiếp theo nhớ ban tổ chức xin được trân trọng và giới thiệu gia đình cô chú Long Biên cũng có một phần quà để trao tặng cho hai cháu của mình. Vâng, xin được trân trọng được kính mời. Vâng, tiếp theo các bạn, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu gia đình Hiền Toán Hương Hưng cũng có một món quà để trao tặng cho hai cháu của mình. Vâng, xin được trân trọng được kính mời ạ. Giới thiệu gia đình bác Hiền Toán Hương Hưng cũng có một món quà để trao tặng cho hai cháu của mình ạ. Những món quà thật là ý nghĩa từ phía rất là gia đình, rất là tam trai, rất là trao quà thời cô dâu các bạn chú rể nọ. Con mẹ phía đầu hao cả là tốt mũi trường giá đứng bày sông bao ngờ cả tây ân cái tầng đó là con mẹ phía đầu ơi. Dạ vâng, và đến lớp ban tổ chức là xin được trân trọng giới thiệu gia đình cậu Luyến và bác Cao Cường cũng có một món quà để trao tặng cho hai cháu của mình ạ. Vâng, xin được trân trọng được kính mời. Vâng, tiếp theo nếu ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu gia đình cầu được thơ Thủy cũng có một món quà để trao tặng cho hai cháu của mình. Vâng, xin được trân trọng được kính mời ạ. Quả đều rất là sổ, mới áp lòng là hải em, các bà, hai bác lại diện cho hai bên gia đình chúng ta xuống dưới bàn tiệc của mình ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ.
Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến. Quay xin được hỏi toàn thể quý vị khách quý mà chú là vâng. Toàn thể quý vị khách quý ơi, có muốn cho cô dâu và chú rể họ trao cho nhau đứng nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng nhất trên sân khấu thì quý vị hãy nổ một tràng đất thật lớn đi ạ quý vị ơi. Vâng, xin được cảm ơn toàn thể khách quý rất là nhiều. Vâng, và đây cô anh không phải muốn cho hai bạn là hôn nhau ạ. Vâng, và toàn thể quý vị khách quý ngồi dưới bàn tiệc tình yêu muốn chứng kiến cho hai bạn hôn nhau trên sân khấu tình yêu ngày lúc này ấy. Vâng, mà chắc chắn thì hai bạn sẽ hôn nhau rất là nhiều rồi, nhưng mà nụ hôn kia thì không được công khai đúng không ạ? Vâng, mà ngày này thì ngày đặc biệt nhất của hai bạn thì hai bạn hãy cứ thoải mái đi ạ. Vâng, trước khi hai bạn sẽ hôn nhau thì xin hỏi cô dâu một chút ạ. Cô dâu xinh đẹp ơi, ngoài chú rể ra thì cô dâu đã được từng nắm tay một anh chàng đẹp trai nào khác đã đi chơi với kẻ sông Mã thì ạ? Có thật không ạ? Vâng, một cô dâu rất là trung tình đúng không ạ? Chưa từng nắm tay một anh chàng nào khác ngoài chú rể đẹp trai ra đi chơi bao giờ. Vâng, quý vị hãy nổ một tràng pháo thật lớn này, chúc mừng đi quý vị ơi! Vâng, xin hỏi chú rể một chút ạ. Chú rể đẹp trai ơi, ngoài cô dâu ra thì chú rể đã từng hôn cô gái nào khác chưa ạ? Chưa. Có thật không ạ? Vâng. Chắc điều được quá. Vâng, quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn lên quý vị ơi! Vâng, xin mời hai bạn hãy quay mặt vào nhau đi ạ. Vâng, sát vào nhau một chút đi ạ. Vâng, xin mời cô dâu hãy ôm bà bọc eo của chú rể ạ. Vâng, và chú rể hãy ôm bà bọc của cô dâu đi ạ. Vâng, và nụ hôn này của anh xin được bắt nhịp ạ. Hôm nay chung lối chung đường, hai người đứng giữa hôn trường hôn nhau, chẳng cần ngó trước nhìn sâu, cứ hôn đánh kiệt men sâu tình đồng. Cho dù tấp nập người đông, ho nghiêm kẻ hở, mình không sợ gì, chuẩn bị đi nào. Một, hai, ba, nụ hôn bắt đầu. Vâng, quý vị hãy nổ một tràng pháo thật lớn này, chúc mừng đi quý vị ơi. Vâng, xin được chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê ạ. Vâng, xin được chúc mừng cho hai em và xin được cảm ơn hai em rất là nhiều đã phối hợp với cô anh rất là tốt ạ. Vâng, xin mời hai bạn hãy xuống dưới bàn tiệc của mình ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, để ra mắt đế thành hôn của hai bạn trong buổi trưa ngày hôm nay xin phép được lắng lại sau vài phút nữa. Vâng, và sau vài phút nữa thì ban tổ chức chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý chúng ta hãy chuẩn bị cho mình những điệu nhảy nhạc sàn Tây Bắc của chúng ta hãy khẩn trương lên trên sàn sân khấu lê nhảy chung vui chân tình và nhảy mừng hạnh phúc cho hai bạn trong buổi